À, Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nhé. Nay buổi chiều Hoàng Dung này mới về những cái dòng sản phẩm mới về tại cửa hàng. Đây là những chiếc Vision Amlet Liberty nhá, Way, những chiếc xe 50cc, đặc biệt là chiếc PS nhá, 150. Đấy, Dung có quay chiếc xe này để cho anh em cùng xem này. Một chiếc Vision đời 2015 nhưng chạy đúng 1.600.000 cây, vừa một chính chủ một chủ từ đầu, vừa tại bán tại cửa hàng xe máy Hoàng Kiên vừa xong nhé mọi người nhé. Con này nó lắp cả từ đầy đủ hết rồi anh em ạ. Bạn ấy qua bên mình bạn đổi xe. Đấy. 1.600.000 chuẩn chỉ luôn, cam kết với anh em luôn là chuẩn chỉ luôn mọi người nhá. Đấy, em quay chị một vòng. Xe màu trắng đời 2015. Con đã đang lên xem có phải cần phải làm gì không? Con này chả phải làm gì đâu anh em ạ. Đấy, con này chỉ cần bóc ni lông ra là ok nhá mọi người nhá. Đó. Sơn anh em đi rất là giữ cực kỳ luôn anh em, mình nhìn pha kính này. Đấy. Anh em mà muốn mua những chiếc xe Vision tầm dưới 30 nhá, lưu tâm cho mình con này. Đó, anh em nhìn này. Úi giời. Đấy, máy rất là đẹp. Hiện tại là Dung đang đứng ở dưới lòng đường, cố gắng quay nhanh để cho anh em nó dắt xe đi. Đấy. Máy thì bao phê luôn, anh em về có thể sơn cho mình cái tay sách hoặc bên mình sơn luôn. Đấy, con này biển số 29F127207 nhá mọi người nhá. Đấy, con này bên mình đang bán ra với giá là 26 triệu. Đấy, 26 triệu thì mình sẽ dọn cho anh em luôn. Đấy, cũng không phải dọn nhiều đâu, chỉ cần sơn cái tay sách là ok nha anh em nhé. Con này không phải là dọn nhiều, nhưng mà chuẩn 1.6 đây anh em quay gần đấy chị. Chuẩn 1.6 luôn mọi người nhé. Đấy, chính chủ một chủ từ đầu, vừa mua tại cửa hàng nhà mình xong, vừa bán cho tại cửa hàng nhà mình xong, vừa đổi xe. Đấy, cam kết với anh em luôn, chỉ cần về sơn tay sách là ok nhé mọi người nhé. Máy đây, anh em nghe máy này. Ok lắm, máy ok lắm anh em ạ, không phải chê đâu. Không phải, pha kính đẹp, đồ đẹp, sơn su ok. Đây anh em nhìn pha kính này, mặt thì đã độ lên cái mặt nạ này rồi nha anh em nhé. Đó, pha kính này đẹp không, 2015 anh em đi rất là giữ gìn. Anh em nào muốn mua xe tầm khoảng dưới 30 nhá, inbox trực tiếp cho mình con này, cam kết với anh em chất lắm, chất cực kỳ luôn. Ok, 26 triệu nha anh em nhé, dắt chị đi. Ok, 26 triệu con Vision này anh em nào chốt thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Một chiếc A-Blade đời 2020. Đây anh em, A-Blade 2020 nha anh em nhé. 8.600 cây, biển 28. Con này đang hết xăng rồi em, hết xăng đúng không? Quay chị một vòng, biển 28 Hòa Bình này, G128963, biển được. Con này bên mình đang bán ra với giá là 37 triệu nha anh em nhé. 37 triệu với chiếc A-Blade đời 2020. Đấy, bản đen. Bản đen bóng đấy mọi người, đen sần. Đấy, anh em là muốn mua những dòng A-Blade biển tỉnh thì tầm dưới 40 thì sẽ xem và lưu ý cho mình con này nhá. Về chất lượng bên mình thì anh em khỏi không cần phải lo lắng gì về chất lượng đâu. Chất lượng bên xe máy Hoàng Kiên đầu vào test rất là kỹ càng. Đây khi bên mình mua về đã test rất là kỹ càng như thế này rồi. Anh em yên tâm mua. Đó. Bên mình được test xe tại chỗ và test xe trong vòng 7 ngày nhé mọi người nhé. Đó, anh em nào muốn chốt tín book trực tiếp cho bên mình con này, 37 triệu. Đây, một chiếc Way Alpha đời 2022 nhé mọi người nhé. Xin lỗi, con này 2021 chạy hơn 5.000 cây. 2021 chạy hơn 5.000 cây. Đấy, biển 17 B160476. Một vòng hả chị? Màu đen, đời 2021 chạy hơn 5.000 cây. Xe xuất sắc luôn anh em ạ, không phải chê đâu. Riêng về chất lượng con này thì rất là mới nhá, chạy hơn 5.000 cây đấy anh em. Quay chị cái đầu bò. Quay chị cái đầu bò đi em. Hơn 5.000 cây nhá anh em nhá. Chất lượng anh em không phải lo đâu. Con này bên mình đang bán ra với giá là 16 triệu nhá mọi người nhá. Anh em báo mình bán ra với giá là 16 triệu. Xe đã dọn ngon lành cành đào rồi, anh em chỉ việc mua về và đi thôi, không cần phải làm gì đâu. Đó, bên mình đây test, khi mà giấy ra là bên mình đã test là đã có giấy anh em test ký tên hẳn hoi như thế này rồi. Đó. 16 triệu nha anh em nhá. 16 triệu với chiếc Way Alpha đời 2021 chạy hơn 5.000 cây. Đấy, anh em là chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Đây, một chiếc 50cc. Một chiếc 50cc dành cho học sinh sinh viên. Đấy, cái này thì dành cho các bé gái, thường thường là các bé gái thích đi xe ga, nhẹ nhàng mặc váy viết thì đi rất là ok, ổn định. Đấy. Cái dòng này biển con này là 29AA58177, quay chị một vòng đi. Đấy. Trường Mỹ, đây. Vừa mới mua về tại cửa hàng nha anh em nhé. Nó dáng giống kiểu giống Vespa của các bố các mẹ đi ấy. Đó, trông rất là dáng, rất là sang chảnh.
Ok, con này bên mình mua là 8 triệu nha mọi người nhá. Cộng 1 triệu 7 cho các cháu đi học. Đấy, quay kết các thứ đầy đủ đây. Máy miếc ngon, ngon lành cành đào luôn. Không phải, xem nào, cũng không xước sát đâu anh em ạ. Đấy, pha kính, em quay chị cái mặt trước pha kính. Nó dáng giống kiểu là LX3 nhá mọi người nhá. Đấy, bố mẹ nào mà mua cho con gái, cái này một con gái, thường thường con gái này thích đi, thích đi cái dòng sang chảnh này, đi nó nhẹ nhàng sang chảnh. Đấy, mua 8 triệu rồi, cộng 1,7 triệu cho anh em nhé. Anh em mua cho các con đi học, giá rất là hợp tình hợp lý đúng không? Đấy. Ok nhá, anh em là chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Vì những cái dòng này nó vừa tiền, có thể mua cho các con đi học được tầm dưới chục triệu nhá. Ok, một chiếc Way 2022 chạy 4.000 cây. Way 2022 chạy 4.000 cây màu xanh tím nhá mọi người nhá. Con này thì những cái dòng này xe mới đăng ký, mua mới nó là 20.300.000 nha anh em nhá. Nguyên biển 2 triệu, đăng ký nữa, thuế nó đăng ký nữa tầm 24 24 25 triệu nha mọi người nhá. Đấy, 23 24 25 triệu. 24 25 triệu đây anh em ạ, biển Hà Nội. Con này đăng ký 2022 mà chạy hơn 4.000 cây. Nó là màu xanh tím, hiện tại xe đang giá ni lông cả xe hơn 4.000 cây thì nó chưa hết lốp đa đâu anh em ạ. Đấy, quay chị một vòng, xe vẫn đang giá ni lông cả xe, màu xanh tím nhá. Đó. Vừa mua về tại cửa hàng xong trông nó rất là bẩn thỉu, nhiều anh em bảo tại sao không rửa. Thực ra là mình mua mộc, mình bán luôn mộc cho anh em cho dễ nhá. Vì nếu mà khi mà đã lên dọn xong mà đã lên cửa hàng rồi thì anh em lại phải cộng công cho anh em một chút. Đó, anh em là mà muốn mua xe mà chốt luôn xe này ấy thì inbox trực tiếp, con này là mua 17.500.000 cộng 2 triệu. 2 triệu anh em, hình như 17.500.000 là có cả công đi hay sao ấy. À, chưa tính công đi hay sao. 19.500.000 nha anh em nhé, 19.500.000 một chiếc xe biển 29D 67918. Biển cũng rất là tươi, biển cũng rất là tươi đúng không? Anh em mà mua xe này bây giờ là đăng ký nó cũng thành 20 mấy triệu, 24, 25 triệu đấy. Đó, nếu mà mình mua xe cũ thì mình cân đối cho mình con này. Những cái con này thì nó đỡ cho anh em được mấy triệu thôi. Dành cho những người mà lười đăng ký này, thứ nhất là lười đăng ký này, thứ hai là biển tỉnh nhá mọi người nhá. Đây anh em nhìn, thực ra có hơn 4.000 cây, em quay gần cho chị. Hơn 4.000 cây thì cũng chưa có gì phải lăn tăn đâu mọi người ạ. Đây, hơn 4.000 cây. Đấy, xe cam kết nhé, không đâm đụng, không đổ vỡ nhé mọi người nhá. Riêng cái dòng xe lướt lát bên mình cam kết luôn cho anh em, anh em không phải lo đâu. Đấy, xe rất là mới, dành cho những người nào lười đăng ký và những anh em làm biển tỉnh. Ok, là một chiếc Clear đời 2019. Một chiếc Clear đời 2019. Đây, quay cho chị một vòng đi. Clear đời 2019 cũng dành cho học sinh sinh viên. Con này nó là đặc biệt, nó ở cái đèn rời, nhưng nó rất là yêu. Đấy, sang chảnh, đèn rời. Kể cả các mẹ mà các chị em gái hoặc là các cô thích đi những cái dòng 50cc mà không cần phải bằng á, đi đường lượn lờ, phố xá, cà phê, cà phao. Đó, thì là lưu tâm giúp em con này nhá. Con này bên em đang bán ra với giá là 12 triệu. Đó, 12 triệu chạy hơn 6.000 cây. Mà đời 2019 xe có lẽ không lỗi đâu. Đấy, những cái dòng này là gọi là nó thật ra nếu mà các mẹ đi thì là gọi là sang chảnh thôi, nhẹ nhàng, cà phê, cà phao thôi. Còn là dành cho các con đi học là nhiều. Đấy, thường thường là các con đi học thì 50cc thì không cần bằng mọi người nhé. Đây, con này biển số 29AA78492. Đó, bác nào mà muốn mua cho con đi học nhá, hoặc là mua các mẹ các chị mà mua để đi lượn lượn phố thì lưu tâm cho mình con này bên mình đang bán ra với giá là 12 triệu. Đấy, một anh vừa mua SH không chụp ảnh à em. Ấy, xuống cho cháu nhá. Một chiếc Ablet màu đỏ đen nha anh em nhé, biển 99 Bắc Ninh, đời 2020. Con này màu đỏ cũng mới mua về hôm nay xong. Con này cũng chưa dọn dẹp gì đâu anh em. Con này chưa dọn dẹp gì đâu, biển 99 Bắc Ninh nha anh em nhé. Quay chị một vòng đi em ơi. Chạy hơn 2 vạn 3. Con này chạy 2 vạn 3 nhé mọi người nhé, đời 2020 màu đỏ. Màu đỏ đen. Đấy, màu đỏ đen đời 2020. Đấy, chạy 2 vạn 3. Cứ quay đi. Biển 99 Bắc Ninh nhá anh em nhá, biển 299C144402. Con này bên mình đang bán ra với giá là 32 triệu nha anh em nhé. 32 triệu. Đấy, 32 triệu anh em là chốt xe này vì nó không vừa tiền cho anh em. Như này là nếu mà biển Hà Nội nó rơi vào tổng khoảng 36, 37, 38 triệu. Đó. Nhưng mà biển tỉnh thì nó giá nó rất là hợp tình hợp lý, 32 triệu thôi. Đấy, anh em là chốt xe này đi mức trực tiếp nhá, tại vì nó biển tỉnh. Chạy hơn 2 vạn, đời 2020. Đây anh em mời anh em ra xem con PS nhá mọi người nhá.
Một chiếc PS 150. 150. Đấy, đời 2009. Đây, anh em quay gần cho chị một chiếc PS 150. Đó, con này máy rất là chất. Màu xanh đá đá mọi người nhá. Đấy, màu xanh đá đá. Anh em nào trong miền Nam rất chuộng những cái dòng PS đời này. Đấy, một vòng cho chị được cái máy khủng bố anh em ạ. Đời 2009 nhá mọi người nhá. Đấy, một vòng biển số 2930H4 này. Đời 2009. Quay chị con này ra máy bán rồi. Đấy, 2009 đến giờ thì không tránh khỏi đâu anh em nhá. Không tránh khỏi được là bắn tỉa đâu. Nhưng mà con này máy rất là ok. Hiện tại máy rất là ok luôn anh em ạ. Đấy, màu xanh nhá. Con này cũng tỉa sơn một xíu rồi. Cái máy rất là ngon. Đấy, anh em nghe thấy không? 150 đi cái dòng PS nhập PS này là 150 đi phê của kỳ luôn. Con này bên mình đang bán ra với giá là 27.500.000 nhá anh em nhá. 27.500.000 mới chiếc PS. Đây, anh em nào miền Nam mới rất là thích những cái dòng PS đời này. Đấy, không hiểu sao là em thấy là các anh trong miền Nam rất là thích. Anh em miền Bắc thì gọi là tầm này thì gọi là đi chơi chơi thôi. Nhưng mà anh em miền trong rất là thích. Có thể về là nâng giật hoặc là có thể về gọi là làm cái gì đấy thì em không biết, nhưng mà em rất thấy là các anh rất hay gọi điện hỏi em là có PS hay không. Đấy, hôm nay là em có rồi đấy. Các anh máy là rất là ngon. Đấy, anh nào mà muốn chốt xe này đến mức trực tiếp cho bên em nhé. 150 PS 150 đời 2009. Đó, được cái máy ngon lắm. Đây anh em quay gần cho chị này. Quay gần cho chị. Đấy, máy ngon lắm. Đấy, quen nghe cái máy đằng sau. Máy ngon lắm. Đấy, quay rất là kỹ càng để cho anh em miền xa có thể đặt cọc luôn tại chỗ. Đó. Đấy, đồ đàn. Thực ra con này đã làm ngon lành cành đào rồi. Anh em chỉ mua về việc đi thôi. Nếu mà nâng giật thì tùy anh em. Còn là nếu mà để mà như thế này mà anh em đi lại ngon lành rồi. Không cần phải làm gì nữa đâu. Nhớ mọi người nhá, 27.500.000. Xin lỗi, để mình xem là 27 hay 28. 27.500.000 nhá mọi người nhá. 27.500.000 đời 2009. Đấy, anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. PS nhập PS 150. Đấy, biển số 5691. Rất là ok đúng không? Nghe tiếng con ấy máy hay lắm. Đây là một chiếc siêu phẩm mới về. Rất là lướt lát thôi anh em ạ. Có 462 km thôi. Đời 2022. Bản đen sần nhá mọi người nhá. Bản đen sần của SH Việt. Đây, không có lỗi luôn. Con này anh em nói thật với anh em là cam kết với anh em không lỗi luôn. Con bản biển 29C1 94675. Em quay chị một vòng. Con này là chạy có 462 cây thôi nha anh em nhá. 4.621 cây. Đấy, mới lắm anh em ạ. 2022. Dòng này thực ra là quay cho anh em xem thôi. Quá là mới luôn. Mới lắm. Anh em nhìn này, mới không? Chả có lỗi luôn. 150 ABS phanh chống chân trượt nha mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? Ok chưa? Màu đen sần. Không lỗi luôn. Đây anh em nhìn này. Bản không lỗi luôn. Chưa chạy hết lốt đà mà anh em đã bán rồi. Tí quá. Đây, biển 29C. Con này bên mình đang bán ra với giá là 119 triệu nha anh em nhá. Con này mới nó là 127 hay 128 triệu gì đó. Thực ra cái dòng này xe mới đăng ký lên nó rất là cao. Nguyên biển đã mất 4 triệu rồi, cộng thuế nữa anh em nhá. Anh em tính cân đối con này là nếu mà đăng ký nó rơi vào tầm hơn chục triệu nữa đấy. Ok, bên mình đang bán ra con này là 119 triệu nha anh em nhá. Cam kết với em không có lỗi luôn. Nói thật là không có lỗi luôn, em quay gần cho chị đi. Con này là cam kết với em không có lỗi nhá. Cái dòng xuất sắc bên mình, nói thật anh em là kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Anh em không phải lo đâu. Đấy. Anh em nào mà ngại đăng ký những cái chiếc xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Không tính, anh em đừng có cân đối xe mới với xe cũ. Thực ra là xe mới với xe cũ bọn mình là chỉ là trung gian thôi. Bọn mình chỉ cộng một tí công thôi để đưa đò. Đấy, ví dụ như là anh em có người mà muốn nhu cầu muốn bán mà có những người nhu cầu muốn mua, mình là trung gian, mình kiểm tra xe rất là kỹ càng cho anh em rồi. Anh em cứ yên tâm, hãy tin tưởng bên xe máy Hoàng Kiên về chất lượng nhá mọi người nhá. Chất lượng bên xe máy Hoàng Kiên cam kết với anh em luôn. Đấy, 119 triệu, anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Xe thì vất về rất là nhiều, nhưng mà quay video thì chỉ được có 5-7-10 con thôi. Ok, xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em bạn bè đang theo dõi bên xe máy Hoàng Kiên, gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, biết ơn tất cả mọi người.